Lexus ES250 sản xuất 22 Odo 4.000 cây và quý chị chỉ cần đưa trước khoảng 900 triệu đã có thể lấy xe. Và làm sao để lấy được thì mời quý chị cùng xem hết video này ha. Let's go. Và quý chị chuẩn bị chưa? 1 2 3. Lexus ES250 sản xuất 22 Odo 4.000 cây và quý chị chỉ cần đưa trước khoảng 900 triệu đã có thể lấy xe. Và làm sao để lấy được thì mời quý chị cùng xem hết video này ha. Let's go. Và quý chị chuẩn bị chưa? 1 2 3. Lexus ES250 bản 0 Sport sản xuất 2022, Odo 4.000 cây. Và con xe này thì giá mới là, nếu quý anh chị mua mới giá cũng phải đâu đó là khoảng 2 tỷ 6. Em quay nhớ 2 tỷ 6, 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ 6 gì đó. Đó, thì tầm 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ 6. Nhưng mà hiện tại thì em quay đang bán ra con này Odo 4.000 cây thôi, chưa rô đai xong. Và em quay bán chỉ có 2 tỷ 390 thôi nha quý anh chị. 2 tỷ 390 đã có thể sổ một con Lexus form mới cực kỳ đẹp luôn. Xe thì vừa mới về làm quay quay cho quý anh chị ha. Và hiện tại thì trời hơi gió một xíu, hơi ồn thì quý anh chị thông cảm cho em quay. Rồi, để cho quý anh chị không mất thời gian nữa thì quay sẽ review vào con xe này. Đầu tiên quý anh chị có thể sở hữu một cái mặt ga lăng đồng hồ cát khá là đẹp đây. À, quá đẹp luôn. Đây, và cái góc mà em quay cực kỳ thích trong tất cả các dòng xe là góc này. Quý anh chị thấy chưa? Quá đẹp. Đó, góc nhìn từ trên xuống ngay xéo xéo ngay chỗ này nè. Rồi chưa kể chúng ta sẽ có cái bộ đèn. Đây. Đèn bi LED nha quý anh chị. À, chắc là có thông minh nha. Có cả cái này là cái đánh góc lái nè quý anh chị. Đèn góc lái. Rất là đẹp luôn. Con này mở đèn lên nữa hết bài. Có cả rửa đèn nè. Đó. Rồi, ở đằng sau cái logo này chúng ta sẽ có thêm một cái radar nữa nha quý anh chị. À, radar này là nó sẽ có nhiều cái như là giữ khoảng cách nè, phanh khẩn cấp nè. Rồi có cả cảm biến trước luôn, đầy đủ hết. Và con xe này của chúng ta được sở hữu là gốc thành phố nha quý anh chị. Quý anh chị sẽ quý anh chị nào mà muốn sang tên về thành phố thì cũng sẽ tiết kiệm được khoảng nếu như mà mình gốc ở thành phố thì mình sẽ tiết kiệm được khoảng 20 triệu tiền biển số ha. Đấy, cũng rất là ngon, rất là ok. Rồi ba đời shop thì liền lại con xe này hiện nay sẽ cam kết hết cho quý anh chị luôn. Đầy đủ hết nha. Ở không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin. Rồi, bây giờ em sẽ quay chi tiết cho quý anh chị xem. Bên dưới nắp capo gập gân này chúng ta sẽ sở hữu một cái khóa động cơ 2.5 thì chúng ta quay sẽ mở lên cho quý anh chị xem ha. Nước sơn màu đỏ khá là đẹp. Tuy là nó không phải là đỏ ruby như là của nhà Mazda nhưng mà cái màu đỏ này nó tỏa lên một cái gọi là độ sang trọng nha quý anh chị. Chắc chắn là trong Mazda sẽ không có cái độ sang trọng của con Lexus này. Rồi, viền chrome đầy đủ hết, quá đẹp quý anh chị ạ. Và em quay cực kỳ thích cái thiết kế đầu Lexus này ha. Nhìn nó khá là trẻ trung, thể thao. Rồi, qua tới phần mâm. Chúng ta sở hữu một cái mâm đúc thôi. Tuy là nó không phay nhưng mà nó đúc theo dạng sang trọng nha quý anh chị. Bridgestone, thông số kích thước lớp thì lên tới 235/45R18 ha. Ở một cái lớp khá là đẹp luôn. Quá đã. Công nhận dòm cái mâm quá đẹp quý anh chị. Phải nói là như thế luôn á. Rồi, lên trên đây. Một cái thân xe đây cho quý anh chị xem ha. Chúng ta sẽ sổ một cái gương gặp chỉnh điện có tích hợp xi nhan báo rẽ nè. Đó, và có cả cảnh báo điểm mù nha quý anh chị, một cái phần mở rộng góc nhìn nữa nè. Và thiết kế thì cũng khá là lạ ha. Khi mà quý anh chị, nếu như mà quý anh chị nhìn thực tế cái gương này nó rất là lạ, nó so với lại những cái gương xe khác ha. Đây bình thường thì chỗ này nó sẽ kiểu như nó ôm ra nhưng mà ở đây quý anh chị có thể nhìn thấy Lexus người ta làm lên và cong vào một chút xíu không? Và nếu như quý anh chị nào mà đã nghiên cứu về Lexus nhiều, dòng Lexus sẽ có một cái con xe gọi là LFA, xe đua. Đấy, thì cái gương của nó cũng giống như thế này. Và cái phần này nó sẽ nhô vào bên trong luôn. Đó, là nếu quý anh chị cứ lên mạng search thử Lexus LFA là sẽ ra con xe đó ha. Đấy, cái gương nhìn y chang mà nó còn ôm cong vào hơn nữa. Và trên cái gương của chúng ta cũng có cả viền chrome nè. Cửa sổ viền chrome là tăng thêm độ sang trọng cho mẫu xe này ha. Phim thì không có dán phim cách nhiệt nhưng mà ở đây là trên xe zin là đã có phim nằm ở giữa hai tấm kính và theo như em quay nhớ không lầm là kính của chúng ta là kính hai lớp ha, kính sau còn kính trước thì em quay không rõ.
Tại vì nếu mà nó hai lớp thì chúng ta mới có thể dán cái phim ở giữa hai cái tấm kính này được. Đấy. Còn cái ở giữa thì em quan không rõ nữa ha. Nhưng mà nếu quý anh chị mà muốn ok hơn về dán thêm phim cách nhiệt đâu cũng rất là ok. Và nếu quý anh chị đã sở hữu con xe như thế này rồi thì những cái bộ phim đó với quý anh chị thì nó cũng không là một vấn đề gì cả. Đấy. Thì xe nhìn bên hông quá đơn giản, quá sang trọng quý anh chị. Nó chỉ một cái đường gân nhỏ thôi. Để quý anh chị thấy rõ. Một cái đường gân nhỏ thôi mà cũng tạo lên cái điểm sang trọng cho mỗi xe này. Vì cơ bản là con xe này gắn logo Lexus. Quá đẹp quý anh chị ạ. Rồi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ ra tới phần đằng sau. Quý anh chị nhìn thấy quá đẹp ha. Rồi, tay nắm cửa. À, quên xem tay nắm cửa. Để quay xem tay nắm cửa nữa. Tay nắm cửa của chúng ta không biết có... À, có cảm biến mở khóa cửa luôn nha quý anh chị. Cảm ứng luôn. Mở khóa cửa dạng cảm ứng ha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái mức độ tiêu hao nhiên liệu. Máy 2.5 nhưng mà mức độ tiêu hao nhiên liệu chỉ có 6.8 lít cho 100 cây đường hỗn hợp thôi. Quý anh chị thấy nó có một cái con số nó còn thấp hơn cả 1.5 turbo của nhà Honda CR-V nữa không quý anh chị? Khá là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Rồi, về phần đằng sau thì khá là đẹp. Đèn đây quý anh chị ạ. Đây. Đó. Đèn hậu đằng sau cũng là đèn full LED hết luôn. Và đèn lùi cũng là đèn full LED luôn. Chỉ có cái đèn rẻ là đèn halogen thôi. Và cái đèn halogen như thế thì nó sẽ được cho một cái ánh sáng nó chói hơn một chút xíu thì sẽ cảnh báo cho những người đi đằng sau dễ dàng hơn. Rồi, về phần đằng sau thì khá là đẹp, không cần phải bàn cãi về con xe này rồi. Quá đã luôn quý anh chị ạ. Đây. Rồi, trên con xe này của chúng ta được sở hữu. À, về phần đằng sau chúng ta sẽ có cảm biến lùi nè, camera lùi siêu sắc nét nè quý anh chị. Và bộ đèn cũng làm rất là đẹp ha. Và viền chrome nè quý anh chị ạ. Viền chrome khá là đẹp. Logo Lexus. Rồi. Sẽ có một cái này nó rất là hay trên con xe này đây. Và em quay xin phép nội thất để bật mí sau. Em quay sẽ lấy cái chìa khóa ra trước đã. Đây. Xe thì đầy đủ hai chìa khóa. Đây, quý anh chị cứ yên tâm. Và một cái chìa khóa của con Lexus này thì giá tầm khoảng đâu đó là lanh quanh hơn 5 triệu nha quý anh chị. Lanh quanh hơn 5 triệu một chút xíu. Đấy. Quý anh chị thấy chưa? Nhìn nó khá là giống cái tay cầm của cái súng không? Quá đẹp luôn. Rồi, một cái rất là hay trên cái khoang cớp này quý anh chị thấy nha, em quay không hề bấm nha. Không hề bấm luôn nha. Đây, quay cho quý anh chị xem. Chỉ cần. À, sorry quý anh chị, chưa được. Đây, quý anh chị thấy chưa, em quay không hề bấm luôn. Chứng tỏ con xe của chúng ta vừa có cấp điện mà vừa có đá cớp nữa nha quý anh chị. Mà không chỉ đá lên, còn có cả đá xuống ha. Thì chúng ta sẽ đá xuống cho quý anh chị xem. Và ở đây, như lúc nãy em quay quên nói với quý anh chị thấy nhìn thấy ở đây là full chữ Nhật luôn. Nhật Bản nè, chữ Anh nè, chữ Trung Quốc nè, rồi chữ Ấn Độ, chữ Mỹ đồ này nọ, tùm lum chữ hết quá trời chữ luôn. Nên con xe này được nhập từ Nhật Bản nha quý anh chị. Nó hơi không liên quan xíu, quý anh chị thông cảm. Rồi, một cái khoang cớp thì khá là to. Quý anh chị có thể để vừa được khoảng 3 cái vali 9 kg nha, 3 cái vali 9 kg hoặc là 2 cái vali 12 kg. Và cái khoang thì nó cũng khá là cao. Để được rất là nhiều thùng đồ ha. Nếu quý anh chị mà có đi ra ngoài sân bay chở đồ được cũng rất ok. Rồi, nếu như mà để so sánh với những cái con xe sang khác nha, thì nếu mà so với lại nhà Mercedes E-Class với lại BMW 5 Series đi, thì con xe này là cùng với phân khúc của hai con xe đó. Cái thứ nhất giá nó sẽ rẻ hơn nè quý anh chị. Cái thứ hai nó sẽ có một cái rất là hay. Trên hai con xe kia là lớp Rinflash, nên chúng ta sẽ không có bánh sơ cua. Đó là do hãng người ta không trang bị chứ không phải là do mình lấy ra nha quý anh chị. Nhưng mà trên dòng Lexus này chúng ta sẽ có bánh sơ cua. Và đây cũng là một trong những điều rất là tuyệt vời khi mà quý anh chị đi đường xa ha. Đồ nghề bóng loáng sáng chói luôn. Và đây, quý anh chị thấy rõ chưa? Đường chỉ còn mới toanh luôn nha quý anh chị. Khá là xịn sò ha. Và đây là tiêu chuẩn an toàn châu Âu ha. Mâm sắt. Đấy. Chỉ có xe Việt Nam về đây thì người ta mới lên những cái mâm đúc thôi. Còn đúng tiêu chuẩn an toàn phải là mâm sắt nha quý anh chị. Sẽ luôn luôn nhắc nhở mình để đi vá lớp bị lủng nha. Rồi bây giờ mình sẽ test đá cớp xuống cho quý anh chị xem, không hề bấm nha. Ây da. Em quay lỡ đá trúng cái xe quý anh chị ạ. Rồi quý anh chị thấy chưa? Em quay không hề bấm nha, không hề bấm luôn. Và hiện tại chỉ có một cái chìa khóa ở đây thôi. Anh đưa tay lên để cho mắt công mấy anh chị nói còn cái chìa khóa nữa đâu. Cầm cái chìa khóa nữa, không có cái chìa khóa nào nha. Chắc chắn bảo đảm cho quý anh chị luôn. Đấy, rất là đẹp. Có cả đá cớp. Công nhận form dáng của con xe này khá là đẹp quý anh chị ạ. Nhìn từ đằng sau, nhìn cái chỗ này nè quý anh chị. Đây nè,
Có viền rơm nè. Nè, có một đây là có một cái điểm nhấn nè quý anh chị, nhìn khá là giống đằng trước ha. Đằng trước quý anh chị sẽ thấy một cái điểm này nè. Thấy ôm tròn lên không? Đấy, thì đây là quý chị thấy lên tới đây xong rồi nó lại vèo ra lại không? Đấy, đồng hồ cát nha, và đằng trước cũng có cái đồng hồ cát như thế luôn, không khác gì với cái đầu xe ha. Những cái điểm nhấn trên con xe này. Đây. Quý anh chị thấy chưa? Đây. Đấy, nó ôm lên xong rồi nó lại vèo ra cái nè. Đó. Giá rẻ nhất phân khúc. À, xe thấp nhất trong dòng Lexus, nhưng mà trong phân khúc ES 250. À. Đúng rồi, là có nghĩa là cái giá là cái xe nó thấp. À, thấp nhất hả? Là cái xe nó thấp nhất trong phân khúc. Đúng rồi, xe thấp nhất mà giá cao nhất. Rồi, ok đây. Rồi bây giờ quay sẽ mời quý anh chị cùng vào bên trong khoang nội thất ha. Chúng ta sẽ xem hàng ghế sau trước, và chắc là Quang sẽ tranh thủ quay nhanh để cho mấy anh em quay ha, và trời sắp mưa rồi nên là Quang sẽ không vào trong để ngồi trải nghiệm nha quý anh chị. Rồi đây quý anh chị có thể nhìn thấy đây, một bộ ghế da làm rất là cầu kỳ và đẹp đẽ nha quý anh chị. Và con xe này là hai cầu đúng không? Một cầu hả? À, nhưng mà giữa đồng cầu sao à? Tại vì ở chính giữa này là thấy có cái cục nhô lên nè. Cứ nói thoải mái đâu có gì đâu. Rồi đây. À, chúng ta sẽ có cả cửa gió nè, và một cái cổng sạc 12V, hai cái cổng sạc pin nè. Đầy đủ hết nha quý anh chị. Rồi. Đây, quý anh chị thấy chưa? Táp bi quá là đẹp ha. Gỗ nè, da nè làm rất là cầu kỳ nha quý anh chị, và có cả ốp màu đen đèn piano nữa nè, gỗ nữa nè. Quá đã luôn. Túi khí thì để Quang đếm thử coi đằng sau có túi khí không, để chút nữa quý anh chị nhớ nhắc em nha. Một cái túi khí ở cục D nè. Đấy. Rồi ghế của chúng ta hình như cũng có cả túi khí thì phải. Quang nhớ mang máng là như thế. Và quý anh chị thông cảm cho em Quang, con xe này vừa mới về, em Quang chưa kịp dọn ha. Em Quang chưa kịp dọn nên là sẽ hơi bẩn một chút xíu, quý anh chị thông cảm cho em Quang nha. Rồi đây hàng ghế trước. Ghi nhớ vị trí ghế lái cho bên tài, ba vị trí luôn. Bốn kính là nâng hạ auto hết. Rồi đây, nội thất thì khá là đẹp. Đây quý anh chị, em Quang sẽ cho quý anh chị xem ha. Quá đẹp luôn quý anh chị. Và có hai cái điểm nhấn màu đen ngay đây. Đấy. Quá đã, quá đẹp. Rồi. Bệ tì tai đây quý anh chị ạ. Và quý anh chị có thể mở hai bên luôn ha. Thì chút nữa vào test ra em Quang sẽ, chút nữa em Quang đi test ra thì em Quang sẽ quay cho quý anh chị xem ha. Bây giờ thì mình chỉ quay sơ sơ như thế thôi. Đấy. Rồi. Đây, có cả cái này là kính chống chói tự động nè, có cả cửa sổ trời nè. Rồi. Đó, về cơ bản là như thế, thì chúng tôi test ra em Quang sẽ nói chi tiết vào một chút xíu, bởi vì trời cũng đã đang mưa, sắp mưa rồi quý anh chị. Đây quý anh chị hãy nhìn thấy ha, trời sắp mưa rồi. Rồi bây giờ em Quang sẽ cho quý anh chị xem khoang máy nữa ha. Chút nữa quý anh chị đi test ra con xe này thì quý anh chị có thể em Quang sẽ nói chi tiết về con xe này ha. Trường ơi, anh nhờ xíu cầm máy để anh mở cái nắp carbon lên. Bây giờ em Quang sẽ cho quý anh chị xem bên dưới cái nắp carbon này ha. Có thanh trợ lực quý anh chị, có thanh trợ lực ha. Đó. Quá đẹp. Một cái máy này 2.5 đúng không? 2.5. Đó nha quý anh chị, i4 2.5. Rất là bề thế nè. Và theo như em Quang được biết, tin từ Minh Quang nói là con xe này sở hữu là hộp số 8 cấp nha. Và sang số thì cực kỳ mượt mà luôn. Đó, quá đã. Xe thì ốc yết nè, bao đẹp hết cho quý anh chị nha. Ốc chân mái nè, ốc nắp capo nè, là bao đẹp không có vết cậy khụi gì hết nha quý anh chị. Sùng chỉ là bao chạy cho quý anh chị, những cái lỗ tròn là bao tròn chỉ không méo mó. Đó, những cái vết bấm robot là chuẩn của robot bấm chứ không phải là người bấm nha quý anh chị ha. Đó. Tấm này còn khá là mới luôn. Và con xe này quý anh chị cứ yên tâm, lấy xe này Quang sẽ tặng cho quý anh chị thêm một bộ detailing spa lên tới hàng triệu đồng tại siêu thị ô tô Hà Nội ha. Ok, thì hiện tại quý anh chị đang thấy là ngoài trời đang mưa. Đấy. Thì em Quang cũng tranh thủ là hồi nãy Quang không có quay được cái chi tiết bên trong để cho anh em ở đây quay. Đấy. Thì bây giờ là em Quang sẽ đi trải nghiệm con xe này, nhưng trước khi trải nghiệm mình sẽ test những cái tính năng trên con xe này trước. Thì quay chi tiết trước nha, chút nữa Quang trải nghiệm thì sẽ test luôn. Rồi, bốn kính nâng hạ auto nè, rồi gương gặp có cả auto luôn, gương gặp auto thì khi mà quý chị bấm khóa thì là nó sẽ tự nó khóa lại nha. Đấy, rồi có cả làm mát ghế sửa ghế, nhưng mà cái này chút nữa Quang sẽ anh sẽ chỉ em xíu nữa nè, là cái gương khi hạ xuống á, khi nó xuống gần hết thì nó sẽ tự động chậm tốc độ lại, nó sẽ có
bớt ra cái tiếng va chạm mà kêu tiếng kịch. À cái tiếng đó. Kịch đó à ok. Ủa nhưng mà ở đây em thấy có cái cái khe này là sấy kính bên hông luôn đúng không? Đúng rồi. Có cả sấy kính bên hông luôn. Và bây giờ em quay sẽ hạ thử theo như lời Minh Quang nói nha. Đây. Nó sẽ tự chậm lại. Đó, đúng rồi, nó sẽ tự chậm lại nha, nó sẽ không nghe cái tiếng cụp giống như là trong những cái con xe khác ha. Rồi, rất là ok. Rồi, chỉnh gương ghi nhớ vị trí ghế lái nè. À, lên tới 3 vị trí luôn. Rồi, ở đây thì quý vị có thể nhìn thấy cái tắp bi khá là đẹp ha. Rồi, ở đây cũng chỉ là những cái tính năng như mở nắp xăng, mở nắp capo, rồi mở cốp đồ thôi. Hiển thị thông tin thì nằm ngay đây, cái này chắc cũng không cần phải quay đâu anh Hoàng. Cái này nó hơi nằm phía đây, nó hơi bị khuất, nó hơi dướng. Rồi, chỉnh đèn tắp lô. Rồi, vô lăng của chúng ta nè là được làm bằng da nắp ba nha quý anh chị, da nắp ba có cả ốp gỗ đây, gỗ này là gỗ gì anh Quang nhỉ? Shimamoku. Hả? Gỗ Shimamoku. Gỗ Shima. Không biết nữa, trên lách sạch 570 mới xài Shimamoku, gỗ này không biết là. Gỗ này gỗ ốp chó hả? Phải không? Không cái này thì nói chung là bây giờ em Quang thấy cái gì, em Quang biết cái gì thì em Quang sẽ nói cái đó nên quý anh chị thông cảm ha. Rồi một cái vô lăng, bây giờ test càng, càng nghe khá là hay nè. Có cả giữ làn đường, giữ khoảng cách với xe trước, cảnh báo va chạm đồ đầy đủ hết luôn nha quý chị. Cái này giữ làn đường hay là chỉ là cảnh báo thôi đúng không? Chứ đâu có giữ đâu đúng không? Rồi nó chỉ là cảnh báo lịch làn với là cảnh báo va chạm thôi. Ga tự động thì khi mà mình nghe thì mình phải kiểm tra mình dậm thắng như thế nào nha quý chị. Có cả ga tự động đây. Lấy số vô lăng, ô tô đèn, ô tô gạt mưa. Và đặc biệt trên cái ô tô đèn này chúng ta sẽ có cả ô tô đèn pha. Thì khi mà có xe đi ngược lại, chói mắt xe đi ngược lại thì ở đây auto đèn pha này sẽ tự tắt cái bóng, những cái bóng đi để cho không có bị chói người đi ngược lại nha quý anh chị. Và đặc biệt là cho em quay mượn quay cái hút kính cho quý anh chị xem, có cả hút kính luôn quý anh chị ạ. Đây hút kính hiển thị kính lái nha quý anh chị thấy không đó. Rồi ở đây chúng ta sẽ có chắc ở đây thì cái này thì nó hơi kỳ kỳ một xíu là đây, ở đây quý anh chị có thể nhìn thấy ha, có hai cái sần thì giờ nó cũng hơi mắc cười nhưng mà giờ nó cũng có một cái điểm nhấn riêng quý anh chị. Đây là tắt mở chắc sừng kình tròn nè, còn bên đây là những cái chế độ lái, và để quay mở thử coi nó có đổi màn hình hay không. Dặn sao à, rồi ok, đó có đổi màn hình nha quý anh chị. Eco sẽ chuyển qua màu xanh nè, normal thì là màu trắng đen như những xe khác thôi, và lên sport, để lên sport coi nó có nó chỉ có khi nào mình bấm vô normal thì normal thì nó như thế này. Sport thì nó sẽ lên một cái màu đỏ như thế này, và Eco thì nó sẽ màu xanh. Còn muốn chỉnh normal thì phải bấm vô nha quý anh chị nha. Rồi, ok, chắc là nhờ quan cầm giùm em xíu nha. Ở đây chúng ta sẽ có cả Clean Air nè. Nút để startup phanh tay điện tử thì được dời xuống dưới đây. Từ cái form không, hình như là Lexus là nằm ở đây, em quay nhầm Camry nha quý anh chị. Rồi một cái màn hình khá là to và đẹp. Và quý anh chị có thể nhìn thấy là một cái điểm nó khá là giống Camry, nhưng mà Camry sẽ có cái viền bạc, đó chính là ngay chỗ này. Quý chị thấy không? Nó khá là giống Camry nha quý anh chị ha. Nhưng mà cái màn hình của Camry thì nó nhỏ hơn, còn màn hình của Lexus thì nó to hơn. Và hình như là trên cái màn hình này Quang cũng nhớ là có cả giới hạn tốc độ luôn đúng không? Có không? Không có à? Cái này để Quang đây có hình như là không có nha quý anh chị, để Quang xem thử coi. Thì mời quý anh chị cùng mò với Quang coi coi có nó có những gì. Chắc chắn là sẽ không thể thiếu Bluetooth rồi, để Quang coi có Apple CarPlay Android Auto hay không. Rồi nó chỉ có bản đồ điều hướng đồ nam đông tây nam bắc thôi, nhưng mà nó không có giới hạn tốc độ nha. Rồi cửa gió thì nói chung Lexus với lại Toyota xưa giờ dàn lạnh khá là ok, không cần phải bàn cãi rồi. Những cái nút bấm chỉnh gió nè, chỉnh đồ nè, nhìn và em quan cực kỳ thích cái dạng vật lý như thế này nha. Nó rất là an toàn, nó sẽ cho mình cái cảm giác tốt nhất. Còn nếu quý anh chị xài những cái cảm ứng á, mình vừa chạy xe mà mình vừa phải bấm cái cảm ứng, mình vừa phải dòm xuống nữa, nó rất là nguy hiểm nha quý anh chị. Nhưng mà nó sẽ bù lại, nó sẽ đẹp và nó hiện đại hơn. Nói chung hiện đại nó cũng sẽ hại điện nha quý anh chị nha. Thì nói chung là tùy mỗi người, người ta thích cảm ứng hay là thích cái dạng vật lý thôi. Rồi ở đây là điều chỉnh volume nè. Ở đây thì chúng ta sẽ có làm mát ghế, sửa vô lăng, và đặc biệt có cả rèm ở đằng sau. Đây chắc là nhờ anh Quang bấm giùm, quay giùm em phát nha. May lấy mạnh cái con gấu ra cái mày. Đây, nó sẽ chạy rèm lên nha quý anh chị. Đó. Rồi ok. Ở đây chúng ta sẽ có một cái ổ một cái đĩa DVD, một cái đầu DVD. Chúng ta có thể nghe nhạc được. Đối với những anh chị cô chú lớn tuổi thì nếu mà không biết xài Bluetooth, không biết xài Apple CarPlay hay là những cổng USB đồ thì mình có thể nghe bằng DVD nha quý anh chị, có cả hiển thị luôn. Em nghĩ là như thế. Tại mình cũng chưa test nữa. Có một cổng AUX đây. Rồi, một cái chỗ để kẹt, để mấy cái kẹt để mình quẹt thôi. Rồi một cái chỗ để nước. Cần số. Để nước 2 tầng. Để nước 2 tầng luôn hả?
À, có hơn một cái để nước ngay đây nữa nha quý anh chị. Một cái để cao thấp nữa nè. Bếp thì cái này nó sẽ cao đối với những cái ly lùn. Còn cái này là đối với những cái ly cao ha. Cần số thì khá là đẹp. Và nó làm bên đây thì nhô, nhưng mà bên đây thì nó sẽ lõm vô vừa với ngón tay của chúng ta để bóp luôn nè quý anh chị. Bóp cái khóa. Rồi đây, có cả auto horn, này là ignition stop đúng không? Là tới đèn đỏ tự động tắt máy. Rồi có cả chế độ manual cộng với S nè. S này nó đồng nghĩa giống như chỉ sport cái gì á quý anh chị. Mình có thể vào số đồ này nọ. Rồi. Trên cái led mà phum cũ á, thì quý anh chị nó sẽ là một cái dạng nút tròn để mình điều chỉnh ở trên cái màn hình. Nhưng mà lên cái phum mới này thì nó sẽ là mình sẽ cảm ứng ra trong đây luôn. Đây quý chị thấy con chuột chưa? Mình có thể ly con chuột đi vòng vòng được ha. Đó. Rồi, ok, và cái màn hình thì chúng ta cũng có thể sử dụng cảm ứng luôn, nó không còn như ngày xưa nữa ha. Rồi những cái chỉnh đồ đồ ngay đây thôi. Rồi đơn giản nó chỉ là như thế thôi. Rồi để quan xem coi nó còn cái gì nữa hay không, một cái chỗ để tay. Cái này nó sẽ rất là hay đây. Cái bệ thì tay này quý chị đang thấy là em quay đang mở bên đây đúng không? Nhưng mà cái này nó sẽ tùy cơ ứng biến, mình có thể mở luôn cả bên đây. Đó, quý chị thấy chưa? Mở được cả hai bên luôn. Bản lề này là bản lề dạng mình bấm được hai bên đó, và một cái hộc để đồ, một cái sạc pin không dây ở đây. Đây chắc là nhờ anh Quang quay giùm em. Xe thì hơi bẩn một chút xíu quý vị thông cảm ha, vừa về là anh Quang quay cho quý anh chị luôn, bởi vì đây là hàng hot. Nên quý anh chị nào mà đang có nhu cầu quan tâm con xe này thì hãy đến thẳng siêu thị ô tô Hà Nội để trải nghiệm con xe này cũng như là rước em về nhà nha. Khả năng là con xe này sẽ đi nhanh thôi. Rồi ghế tài, ghế phụ chỉnh điện, và đơn giản nó chỉ là những cái món đồ chơi như nãy giờ anh Quang nói thôi. Một cái gương chống chó tự động, có một cái nút bấm tắt mở đây, và những con cảm biến ô tô đèn, ô tô gạt mưa sẽ nằm ở ngay đây. Đấy. Rồi, đây là chỉnh đèn, đèn cảm ứng nha quý anh chị, đèn cảm ứng hết luôn. Đó. Đèn chúng ta có thể mở một cái nút ở đây. Đúng không ta? À cái này là mở Cửa, cửa. mở cửa. Còn cái này là gì anh Quang? Cái này là phát wifi à? Cái này không biết nữa bé ơi. Không biết nữa bé ơi. Rồi cái này em quan thấy là cái xe này nó có cái hình wifi nó chỉ vô trong xe nè quý anh chị mà tắt mở nè. Thì Anh chị nào biết thì comment cho giúp em nha. đúng rồi, anh chị nào biết thì cho em xem một phần bình luận nha. Một cái cửa sổ trời, rồi chúng ta có thể mở lên mở xuống mở tới mở lui như thế thôi. Đăng kiểm thì là tới tháng 1 2025, mua con xe này về là ok. Để em quan di chuyển phát nhà để cho cái xe kia người ta chạy tới. Rồi Bơ cái chắc là cây. bây giờ mình sẽ đi trải nghiệm con xe này nha quý anh chị. Rồi chắc là mình làm một vòng đi, thấy trời cũng bớt bớt mưa rồi, để cho Trường với lại Minh Quang quay phát nữa. Rồi kính nó hơi mờ quý vị em cảm ha. Rồi. Mà à mai anh quay luôn hả? Hồi nãy ở đây có mod lái nè đúng không? Đang chuyển lên sport, và quý chị biết rồi, những quý chị nào mà đi chung với Minh Quang qua những cái video trước rồi thì sẽ biết ha. À sorry quý chị ha, Quang xin nhắc lại con này là Odo 5149 cây nha, chứ không phải là 4000 nha, quý chị thông cảm cho em Quang nha. Tại vì xe thì chắc là hình em quan coi trên mạng là hình cũ thôi. Rồi đầu tiên thì là sẽ test cho quý anh chị xem độ tăng tốc của con xe này. Đây quý chị có thể thấy là em quan đang dừng hẳn luôn rồi, thấy chưa? Nhưng mà chắc ha, chắc quay lại đằng sau đi nhỉ, quay lại đằng sau cho nó an toàn nhỉ, để em quan ra cái khu nào mà ít dân cư quý anh chị ạ. Để em quan ra bên đây đường nhỏ. Đây em quay sẽ tới, em quay hoành lại nha, mình tới một đoạn. Và em quay xin nhắc lại nha, em quay chỉ test nhẹ về âm thanh cũng như là độ nhạy chân ga thôi, không có test max speed trên con xe này nha quý anh chị. Em quay chỉ chạy cùng lắm là khoảng 60 cho tới 80 km/h thôi, hoặc là có thể thấp hơn tùy cơ ứng biến như thế nào thôi nha quý anh chị nha. Và chắc chắn là sẽ không chạy, nếu đối với một cái đường như thế này, trời mưa như thế này, thì em quay chắc chạy tầm khoảng 60 thôi. Đấy thì nó cũng sẽ nằm trong cái tốc độ mình có thể kiểm soát được nha quý anh chị nha. Đây khi mà mình cam thì cũng khá là sắc nét nè quý anh chị, có cả báo cảm biến đầy đủ hết. Rồi bây giờ em quay xin phép nha, để coi cái cảm giác nó như thế nào. Đây mọi người bám chặt vào nha, và quý anh chị chuẩn bị chưa? 1 2 3. Quá đà anh chị ơi. Woo.
với chị. Đề ba cũng khá là dữ chứ. Nhưng mà nếu như mà về, bởi vì cái con xe này nó nằm ở trong một cái gọi là cái phân khúc hạng sang thôi, nên nó sẽ không cho quý vị cảm giác thể thao nhất ha. Nó sẽ thiên về cho người ngồi đằng sau một cách êm ái. Chứ nếu như mà quý anh chị mà muốn để thể thao thì quý anh chị phải mua những con xe đúng là thể thao. Giống như là BMW, Audi nè, những cái con xe đó thì người ta sẽ chuyên về hiệu suất cao hơn. Thì bù lại nó sẽ không có những cái công nghệ trên con xe này ha. Và em qua chỉ test cho quý anh chị nghe cái âm thanh trên con xe này thôi. Đó, quá đã. Thì anh Quang có ý kiến gì về cái màn test ride, test tốc độ vừa rồi không? Nói chung là chán. Đúng rồi, nó sẽ không được cái những BMW đúng rồi. Đức, nó không giống như xe Đức. Nó sẽ vẫn có cái độ kiểu như nó chờ một chút xíu. Các bạn, nhưng mà con xe này phải công nhận là êm đúng không? Phục êm, cách âm tốt. Khi nó về số nó không bị lì lại. Đúng rồi. Nó không bị đè. Nó không bị giật xe. Mà nó êm nữa, nó không nghe kiểu như là cực cái nghe nghe nó rất là êm ái nha. Nó sang số kiểu giống như nó dìu lên. Và bây giờ em quay mới để một cái thứ hai trên con xe này đó, chính là đồng hồ nằm ở giữa đó giờ được lên trên đây. Đồng hồ sang trọng trên những con xe sang. Ở đây được nè bé, thôi để anh em quay đi luôn nè. Rồi ok. Thì để chút từ từ để em quay test thêm một đoạn nữa rồi xong rồi giao xe cho anh em quay nha quý anh chị. Rồi, ở đây thì sẽ có những cái lịch làng, những cái này thì chắc em quay cũng hay nói được nhiều, nhưng mà phải ra cái đường bự nha. Ra cái đường bự để quay cho quý anh chị xem. Đó. Nhưng mà chắc là xin phép để cho anh em quay nha. Để em đi một vòng trải nghiệm. Đầu tiên là cái vô lăng đây. Vô lăng thì nó biến thiên đúng không ta? Để em quay chuyển thử về Eco coi nó có nhẹ hơn không. Rồi lên Sport nè quý anh chị. Rồi nó như nhau nha quý anh chị nha. Nó như nhau nhưng mà hình như hồi nãy em quay chạy nhanh á là nó có đì cái vô lăng lại. Nó cho chúng ta cái cảm giác nó rất là thật nha quý anh chị, nó rất là ok đó chứ. Đầm, người ta gọi là đầm. Nếu mà nói về nhẹ nó sẽ không nhẹ đâu. Nó cũng không nặng. Với tay ra, với tay ra. Với tay ra cái này. Với. Đâu với tay ra. Hiểu. Đây. Ok quý anh chị. Rồi, đó, về cái cảm giác vô lăng thì quay cũng nói rồi. Lạy số cũng đã test rồi, ô tô đèn, ô tô gạt mưa thì mình phải sử dụng thì mình mới trải nghiệm được. Và chắc chắn những cái đó là nó là những cái công nghệ và hầu như những con xe sang đều có hết rồi nha quý anh chị. Ga thì cũng, nếu như mà nói về ga thì nó sẽ có cũng nhạy đó, nhưng mà nó sẽ không nhạy bằng những con xe Đức đâu. Và cái cảm giác mà nó tăng tốc nó cũng sẽ không, cái thuật toán của nó sẽ không ngon bằng xe Đức à. Nhưng mà nó cũng có độ nhạy một chút xíu ha. Nếu như mà độ bền thì xe Đức thì phải gọi là đúng rồi. Độ bền, nếu mà nói về độ bền thì nó con này bỏ xa nha. Xe Đức thì phải gọi là bằng nhưng mà em đọc trên mạng nha, em đọc trên mạng mà cái chiếc xe mà đi cái số ghi kỷ lục Guinness luôn, ghi odo nhiều nhất là một con xe đến từ nhà Mercedes. Nhưng mà chủ xe đi nhiều hơn. Nhưng mà nói về mà phụ tùng phụ kiện bền bỉ thì chắc chắn là không có thể nào qua được nhà Toyota rồi. Quá đã. Rồi cách âm thì quay cũng đã nói rồi, chân ga vô lăng đồ cũng đã nói rồi, số thì vào cũng rất là mượt mà, hộp số 8 cấp, máy 2.5. Thì đó là những gì mà em quan trải nghiệm về con xe này. Đấy. Rồi. Thì quý anh chị nào mà đang có nhu cầu quan tâm con xe này thì hãy nhấc máy lên liên hệ cho em quan ha, 0833088882. Em quan xin nhắc lại thông tin con xe này ha. Lexus ES 250 bản không có F Sport nha quý anh chị. Và hiện tại đây được quan chào bán với mức giá là 2 tỷ 390 triệu nha. Odo mới 5.100 cây thôi, chưa có Rodai xong. Rồi ok. Và em quan sẽ có bảo hành cho quý anh chị chơi con xe này vẫn còn bảo hành hãng nha. 5 năm. 5 năm. Bảo hành hãng 5 năm luôn á. 5 năm. Sẽ bảo hành hãng 5 năm. Quá đã. 5.3 đến 5 năm không giới hạn km. Không giới hạn km luôn nha quý anh chị. Quý anh chị có chạy 300.000 bởi vậy lo bào đi quý anh chị. Rồi ok thì chắc là em quay sẽ nhắc lại đây là Lexus ES 250 bản không F Sport sản xuất 22 Euro 4.000 cây và con xe này hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là 2 tỷ 390 triệu nha quý anh chị. Và như ban đầu em quay có nói với quý anh chị là quý anh chị chỉ cần đưa trước khoảng 70%, quý anh chị đưa trước khoảng 30% của con xe này. Quý anh chị đã có thể mang con xe này về tới nhà khoảng 900 thôi. Còn phần còn lại em quay sẽ lo cho quý anh chị ha. Và quý anh chị chỉ cần cam kết với em quay một điều thôi là không bị nợ xấu. Còn lại 63 tỉnh thành em quan sẽ lo hết cho quý anh chị luôn. Và hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị 70% trong 5 năm. Ưu đãi lãi suất năm đầu là khoảng 12.5. Rồi, ok. Và nếu như quý anh chị thấy video này hay thì cho em quan xin một like, một share, một lượt đăng ký. Và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của em Quang Béo ha.
Và chắc là hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo nha. Bye bye.